một đây là cái bài mà cổ nhạc với là kỹ thuật viết lách thật là tinh xảo, thì xin mời ca sĩ Nguyễn Đăng Phúc và Ái Loan trong ca khúc dân ca miền Bắc quan họ Bắc Ninh, đó là ca khúc Hoa Thơm Bướm Lượn. Vũ Minh Vương xin phép phải giới thiệu thật là ngắn gọn bởi vì chương trình còn rất là dài nên không dám dài dòng với lại quý vị, và xin mời ca sĩ Nguyễn Đăng Phúc và người đẹp Ái Loan. Oh,
ra.